Hi, xin chào các bạn, mình là Mai Quy. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái loại phân mà nó có thị trường Việt Nam cũng khá lâu, tức là trên một năm. Đó là hãng Go. Go Power, thì Go Power này là dạng Lush, thì nó là một cái dạng dinh dưỡng phức hợp, chelate tức là dễ tiêu hóa các bạn, dành cho hoa lan và các loại cây kiểng khác. Thì đây là một cái loại phân bón chuyên bổ sung những cái hàm lượng, trung lượng và vi lượng cho cây. Và nó có tỷ lệ NPK cũng khá là cao các bạn, 30, 15, 15. Tức là chúng ta tưới cái này là có NPK và chung vi lượng, nhưng chúng ta không được pha thêm với thuốc bảo vệ thực vật có tính kiềm và không pha thêm phân NPK, vì nó đã có NPK rồi nên chúng ta không pha. Thì cái này chúng ta có thể pha với những thuốc bảo vệ thực vật khác. Và cái loại này là một cái dạng nước, nó một dạng phân hữu cơ nước, thì nó có NPK trong đó. Thì đi đôi với đó, đó là một cái phân gồ organic. Organic thì nó là một cái dạng làm từ khoáng thiên nhiên và rong biển. Thì nó cũng rất là nhiều các loại NPK và chung vi lượng, nhưng mà nó là làm từ thiên nhiên nhiều hơn, nên nó là nó có thể pha với cái thằng gồ power này được các bạn, không có đụng chạm gì nhau hết. Tức là gồ organic pha với gồ power là chúng ta có thể tưới được, vì đây là một cái dạng hữu cơ 100% luôn. Đó là nó là gì, humic than bùn nè các bạn, đó, hóc môn tự nhiên nè, amino acid nè. Còn cái này nó mang hơi hướng của cái công nghiệp nhiều hơn, thì hai cái này chúng ta pha nhau thì tưới rất là tốt, không có vấn đề gì hết. Thì đây là một cái sản phẩm mà cũng khá là quen thuộc, được một người chơi lan nghiên cứu và làm ra, và có cả địa chỉ Facebook để chúng ta có thể vào để chúng ta có thể hỏi thêm. Thì hai sản phẩm này Mai Quy giới thiệu trong cái bộ cặp để chúng ta có thể mua hai cái chai này để phối nhau, hoặc là mua một chai về tưới cũng được các bạn. Sản phẩm gồ thì nó cũng có thêm một số cái như là GK, GG này kia, thì mình sẽ quay thành một cái video sau các bạn ha, để cho chúng ta có thể xem những cái sản phẩm kích kỳ khác. Thì đây là sản phẩm gồ power và gồ organic. Sản phẩm hiện tại đang bán tại trang web kho nông nghiệp và siêu thị hoalan.com, hoặc là theo số điện thoại video đăng, các bạn có thể đặt hàng dễ dàng theo cái thông tin hướng dẫn của video này. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình, và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.